Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2019. Cơ sở chúng em có những mặt hàng sau đây để chia sẻ cho mọi người. Và trước khi giới thiệu những mặt hàng thì em xin được giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Hai số điện thoại để gọi điện đặt hàng trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em là số 0984754102 nhé các bạn. Và các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em qua số điện thoại 0984754102 nhé. Tại vì có rất nhiều bạn là kết bạn Zalo, nhắn tin qua Zalo. Tất nhiên là kết bạn qua Zalo là một cái điều rất là gần gũi với chúng em. Nhưng mà chúng em bây giờ cũng đang mắc full bạn rồi nên là không nhận kết bạn được thêm nhé các bạn nhé. Nên là những cái bạn, những người bạn mới á, là mới gửi kết bạn đó thì em không xác nhận bạn bè được thêm nữa, nên là các bạn thông cảm nhé. Thì tại vì ở trên Zalo em ưu tiên để nhận những cái phản ánh trực tiếp từ các bạn về cái chất lượng hàng hỏng lúc vận chuyển, hàng nhận được không vừa ý, hoặc là hàng những đơn hàng mà các bạn không nhận được. Đấy là những cái lỗi của chúng em, thì chúng em sẽ tiếp nhận những cái lỗi đấy trực tiếp ở trên Zalo nhé các bạn nhé. Đó, nên là các đơn hàng mà các bạn nhắn tin vào Zalo thì chúng em sẽ không check được tin nhắn mà nhận hàng với các bạn được đâu nhé. Và còn rất nhiều khách hàng em vẫn còn đang nợ đơn thì em vẫn cho bên bên nhân viên họ gọi lại thông báo dần dần, nên là các bạn cứ từ từ mà sẽ được giải quyết dần dần ạ. Và bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết những mặt hàng lan mà ngày hôm nay có chia sẻ cho mọi người. Như các bạn đang thấy hai dề đùi gà rất là to luôn. Hai dề đùi gà này, có một dề đùi gà này là 4 cân luôn này. Dề đùi gà to vật vã này là 4 cân này. Còn dề này là 3 cân nhé các bạn nhé. Đấy, dề này 3 cân này. Hai dề rất là to đẹp luôn. Đấy, dề 3 cân có giá là 800.000 nhé các bạn. Đó, dề 3 cân này có giá là 800.000 này. Còn dề 4 cân này có giá là 1 triệu nhé các bạn nhé. Đấy, dề này có giá là 1 triệu nhé. Đấy, bạn nào thích hàng dề to đẹp thì lấy hai dề này, này. Đó, nó hàng sẽ y hình như này, chỉ có hai dề thôi các bạn ạ. Đấy, các bạn thích lấy dề 800 hay là dề 1 triệu thì điện cho chúng em nhé. Và còn đây em có những ở đây thì em có cái phần hoàng thảo tam bảo sắc. Phần hoàng thảo tam bảo sắc này là 100.000 thôi các bạn. Nó rơi vào độ khoảng 4 lạng. Đó. Còn ở đây em có một dề này là nó có lấn cả đùi gà và điện biên đông nhé các bạn. Đấy, điện biên đông đây, là nó lẫn lộn với nhau. Cái dề này thì đùi gà tròn và điện biên đông nhé các bạn nhé. Hai cái loại nó mọc chung một khóm rồi, nên là em để đây luôn. Các bác nào mà thích một cái dề này thì em bán để cho giá là 200.000 nữa. Đó, 200.000 nhé. Và còn đây là những cái phần lan Trần Tuấn mà hôm nay em có về cho mọi người. Thì em có 5 phần loại 200.000 một phần nhé các bạn. Đấy, cái loại này thì nó lẻ lẻ từng khóm nhỏ thôi. Tại vì lan Trần Tuấn thì nó không có dề to nhiều đâu các bạn ạ. Thỉnh thoảng về được độ khoảng mấy lạng một cân về để em bán chia sẻ với mọi người. Đấy, mỗi phần này là 200.000 nhé các bạn. Đó, mặt bông của lan Trần Tuấn đây. Lan Trần Tuấn thì là một loại lan rất là quý hiếm và đẹp nhé các bạn nhé. Cánh hồng này, có cái họng nâu đỏ luôn nhé. Đấy, khá là đặc sắc. Cái lan Trần Tuấn này thì ông Trần Tuấn ở Hà Nội thì ông phát hiện ra dòng lan này nên là cũng được đặt tên theo tên của ông ấy. Đấy, đấy thì rồi là từ đó đến giờ là nó được luôn được gọi là cái lan hoàng thảo Trần Tuấn. Và ông ấy còn được đặt tên cho một loại lan hài nữa các bạn ạ. Ông ấy còn có một cái tìm ra một loại lan hài nữa nên là cũng được đặt cái lan hài Trần Tuấn nữa. Đấy, 5 phần, ở dưới này là 2 phần đây. Thì mỗi phần đều là 200 cả nhé các bạn nhé. Còn ở đây là 2 phần 300 thì mỗi phần đều là 2 dế hết nhé các bạn. Đó,
Phần nào cũng là 2 giày ạ, giống nhau ạ. Đấy. Đấy, em cứ cho đây là giày 1 đi, còn phần 1 này, phần 2 này. Đấy. 2 phần 300 thì các bạn thích lấy phần 1 hoặc là lấy phần 2 cứ điện cho chúng em nhé. Đặt hàng ạ. Còn ở đây em có những cái có hai loại size đai trâu nhé các bạn nhé. Size bên dưới này đây thì có giá là 600.000 1 kg thôi các bạn ạ. Còn độ như cái này đây thì còn độ khoảng 4 kg, 3 kg này thôi. Như cái này thì độ khoảng 3 kg thôi. Đấy. Cây thì độ khoảng 4 hoặc 5 cây 1 kg nhé các bạn nhé. Đó. Đấy, như này chắc cũng được 1 kg. Đấy. Như này là hơn ký thôi. 5 cây này hơn ký tí. Cây to. Đây. 2 cân thôi. Đấy, có 2 cân này nào. 2 cân thôi các bạn ạ. Đấy, em đếm đâu đấy còn được có 9 cây là vào 2 cân thôi. Còn ở trên này đây thì size to hơn. Size to này thì 680.000 một cân đây. Đấy. 680.000 một cân nhá. Size to này chỉ cần 3 cây, 2 hoặc 3 cây là 1 kg nhỉ nhá các bạn nhé. Cái loại size to này, đấy. Cái hàng kg này thì nó sẽ bị lỗi lã đôi chút nhá các bạn. Đấy. Đó. Đó. 680.000 một cân ạ, à, loại to ạ. À. Và còn đây em còn cái hoàng thảo miệng cái dáng hương miệng kín này. Loại cây này cho lá xếp rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nhưng mà lá nó khá là giòn. Đấy. Nên là lúc khai thác về là nó bị gãy vỡ lá khá là nhiều. Mà giá của nó rất là rẻ thôi các bạn ạ. Về chúng ta trồng lên để sưu tầm thôi. Và hoa của nó cũng không được đẹp và sặc sỡ đâu. Tại vì dòng này là cái dòng đáng để sưu tầm thôi. Giá là 100.000 1 kg rồi ạ. Em còn độ khoảng 7 kg đây. 100.000 1 kg thôi. Còn đây là kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa thì hàng cây giống này thì em bán giá chia sẻ cho mọi người là nay em bán 180.000 1 kg này, kim điệp nhựa này. Đó, kim điệp nhựa, kim điệp thơm đấy. Hoa cực kỳ là thơm luôn các bạn, cánh thì cái bóng như là nhựa. Đó, 180.000 nữa. Và còn đây thì là kiều tím. Kiều tím này thì hàng nó vừa vừa thôi các bạn. Giá là 300.000 1 kg nhé các bạn. Đấy. Kiều tím miền Trung nhé các bạn. Là 300.000 1 kg ạ. Nói chung hàng không phải hàng xấu mà cũng không phải là hàng đẹp nhé các bạn. Nó chỉ được vừa vừa thôi. Đấy. Và kiều tím thì chúng ta nên mua bây giờ tại vì sắp đến thời điểm cây nó nứt đụ rồi nhé các bạn. Còn đây là hạc vĩ Lào. Hạc vĩ Lào này thì còn độ khoảng 3 kg. Thì có giá là 200.000 1 kg đấy ạ. Hạc vĩ Lào nhé. 200.000 1 kg. Và còn đây là sóc tím. À, em xin lỗi. Quế tím. Quế tím có giá là 180.000 1 kg nhé các bạn nhé. Quế tím ạ. Lan quế tím thì bây giờ cũng đang lên những cái mầm nụ nhá các bạn nhá. Đây là những cái vòi nụ đang dài cỡ này rồi nhá các bạn. Đấy, như đây này. Đấy, đang dài cỡ này đây. Dòng này thì nó sẽ nở bông khá là đều nhau nên là chúng ta mua cây lẻ hay là ấy, nhưng mà cái này thì hàng này cũng là hàng to đẹp đấy. Đấy. Toàn cây to đẹp đều đều nhau thôi. 180.000 1 kg này. Còn đây em còn ít nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng thì cũng đang là mùa hoa các bạn ạ. Đấy, nhưng mà chủ yếu là tàn hoa rồi. Đấy, lác đác là một vài thân là nó vẫn có mỗi một thân này là còn hoa thôi. Đấy. Còn độ khoảng 2 cân. Giá là 160.000 một cân nhé các bạn nhé. 160.000 một cân ạ. Và còn đây thì cái hoàng lạp. Cái phần hoàng lạp này thì em bán rẻ cho mọi người là 80.000 thôi này. Cả phần này nhé, cả đống này luôn ạ. Nói chung hàng giống thôi các bạn ạ. Nó xấu xấu vừa vừa. Mai em sẽ có hàng đẹp về nhé. Cái hàng đẹp thì có giá là 150.000 một cân. Đấy. Các bạn nào đặt hàng thì mai em gửi hàng hàng đẹp cho. Còn đây là nhất điểm hoàng đây. Nhất điểm hoàng cũng đang nụ. Em còn mỗi cái phần này. Đấy. Phần này bác nào thích em để cho là 100.000 ạ. Phần này phải trên một cân.
Em bán giá hàng giống cho mọi người là 100.000 thôi này, phần này. Còn ở đây em có lan trúc đen, hôm nay về được ít lan trúc đen. Dòng này thì chúng ta trồng làm kiểng và chơi hoa. Đấy, hoa của nó màu vàng nhé các bạn nhé. Nụ nó to rồi nên là nụ rụng gần hết rồi, còn lác đác một vài nụ như này thôi. Đấy, giá rất là rẻ, 150.000 một kg thôi ạ, trúc đen ạ. Lan trúc đen 150.000 một kg nhé. Đó, chúng ta trồng lên chậu, những cái chậu cacao á, cho cây rất là đẹp luôn ạ. Và còn đây là một loại lan giống nữa là hoàng thảo lông trắng. Hoàng thảo lông trắng này em bán với cái giá hàng giống cho các bạn, giá kịch sàn nhất rồi là 300.000 một kg. Đấy các bạn, như các bạn thường xuyên mua lan ấy, thì cũng biết về cái giá hoàng thảo lông trắng này. Loại hàng đẹp của nó thì nó rơi vào độ 500 mấy cơ các bạn ạ. Có lúc 520, 540. Đấy. Cái hàng giống này thì trong qua cây nó rời rời thôi. Cây nó đang lên mầm trắng toát như này đây. Đấy. Đảm bảo cho các bạn là những khóm nào cũng có mầm để cho chúng ta chăm sóc nhé các bạn nhé. Đấy. Thảo lông trắng thì nó chỉ như này là thuộc về cái dạng trung bình rồi. Còn cái loại to hơn nữa cũng có, nhưng mà nó dài nhất cũng chỉ tầm 10 phân thôi các bạn. Thân của nó là thế. 300.000 một kg nhé. Còn đây em có ít sóc tím. Sóc tím này thì cây cũng không được to đẹp mấy. Đấy. Sóc tím có giá là 160.000 một kg nhé các bạn. Còn độ khoảng 2 kg này. 160.000 một kg rồi ạ. Còn đây là kim điệp nhựa. Em xin lỗi, đây là kim điệp xuân. Đây là kim điệp xuân nhá, 120.000 một kg thôi. Đấy. Kim điệp xuân 120.000 một kg rồi ạ. Cây thì mới hết hoa và bây giờ đang chuẩn bị lên những mầm gốc nhá các bạn nhá. Lên những mầm gốc là chi chít luôn nhá. Đây, như thân này đây đang lên rồi này. Đó. Khóm này đang lên rồi này. Đó, đang lên mầm gốc rồi đây. Đang nứt rồi. Đấy. 120.000 một cân ạ. Và còn đây là lan điện Biên Đông. Điện Biên Đông thì còn đâu đó 2-3 cân thì đấy này. Điện Biên Đông thì đây mặt bông của lan Điện Biên Đông đây. Điện Biên Đông hay còn gọi là hương rừng nhé các bạn nhé. Màu vàng rực luôn này. Và dòng này chúng ta trồng thuần lên nó cho hoa rất là sai luôn. Đấy. Cả thân già cả thân tơ nó đều cho hoa. Đấy. Mỗi một thân nó phải cho hoa đến 3 năm nó mới hết 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 những mắt ngủ thì nó mới ngừng ra hoa nhé các bạn nhé. Điện Biên Đông thì có giá là 220.000 một kg ạ. Đó. Còn đây là Long Tu Xuân. Long Tu Xuân này, loại hàng đẹp đây, em có phân loại đồng hoàng nhá. Loại hàng đẹp nó sẽ có thân dài, tức là những cái thân thân vừa rồi mới tàn hoa này ấy, nó phải dài trên 20 cm trở lên nhá. Còn những cái thân già thì nó không còn cái màng giấy này bọc rồi các bạn ạ. Nó bị tuột hết cái màng giấy nhá. Bây giờ Long Tu Xuân nó đang lên mầm rất là nhiều. 280.000 một kg nhé các bạn. Đâu đây em còn thấy một bông nữa. Còn đang nở này. Đấy, cánh hồng họng vàng nhé các bạn nhé. Long Thu Xuân. Còn cái loại hàng giống đây là 220.000 một cân này. Thì nó ngắn độ rưỡi 20 cm trở xuống nhé các bạn nhé. Cái Long Thu Xuân hàng giống nhé. Đấy, nó ngắn từ 20 cm trở xuống là 220.000 một cân này. Đó. Và còn đây lấn ở đây một ít đùi gà tròn tí nữa em quay ở bên kia sau, tại vì em xếp bên kia rồi. Còn đây là sơn thủy tiên hàng nó vừa vừa thôi các bạn. Hàng đẹp là 200.000 một kg. Hàng đẹp thì ở đây ở bên này. Hàng đẹp thì thân nó sẽ to đẹp hơn và dề nó cũng tương đối là to hơn. Đấy. Là 200.000 một kg. Còn cái loại hàng nó khóm nó xấu xấu mà ít lá một tí là 180.000 một kg thôi các bạn. Đấy. Khóm nhỏ này. Và những khóm nó ít lá nhé các bạn. Sơn thủy tiên thì cũng đang mùa hoa nhưng mà lúc vận chuyển về là hoa nó rụng hết rồi các bạn. Đấy. Nên là chúng ta là mua lan mà muộn quá thì hết hoa để chơi năm nay thôi. Chứ còn sang năm trồng lên chăm sóc, sang năm nó nở hoa tại vườn thì chắc chắn hoa sẽ đẹp hơn nhé các bạn nhé. Hàng rời rời thì 180 này,
Còn cái hàng đẹp đẹp thì là 200.000 ạ. Đấy, các bạn đặt hàng thì cứ lấy hàng đẹp hoặc là hàng rời, hàng 180 nhé. Đó. Và còn đây là hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc thì đây, hoàng phi hạc chắc độ còn một dề rất là to luôn. Bác nào thích dề thì em cân dề này cho này. Dề này chắc phải trên 2 kg. Dề này cực kỳ to luôn này. Hoàng phi hạc thì bây giờ đang xuống lá hết rồi. Đây là những thân tơ đây. Đã xuống hết lá rồi nhé các bạn nhé. Nên là sẽ khá là lợi về cái thân. 200.000 1 kg. Loại hàng đẹp nhé các bạn nhé. Còn hoàng phi hạc, loại hàng cây giống này, cây nhỏ nhỏ và cây rời rời nhé các bạn nhé. Thì có giá là 160.000 1 kg đó. Đó, 160.000 1 kg, loại hàng cây nhỏ thôi, hoàng phi hạc nhé. Còn đây là lan chuối ngọc. Lan chuối ngọc thì có giá 140.000 1 kg thôi các bạn. Chuối ngọc em bán hàng giống như mọi người nhé các bạn nhé. Nói chung là mùa này nó xong hoa rồi là bắt đầu nó rụng hết lá rồi, chuẩn bị lên những mầm gốc thôi. Ở đây còn một bông mà lan chuối ngọc đang nở này. Sót duy nhất một bông thôi. Đấy. Cây thì bây giờ đang lên mầm gốc thôi các bạn. Đấy. Về chúng ta chăm sóc để sang năm chơi hoa nhá. 140.000 1 kg. Giá cực kỳ là rẻ luôn, chưa bao giờ có hàng rẻ như thế nhá các bạn. Đó. Mầm gốc thì đang lên, bắt đầu lên chi chít như này rồi. Đó. Nên là bây giờ chúng ta mà vào vườn thì nên mua sớm, tại vì mua muộn quá những cái mầm gốc mà nó hay bị gãy lắm các bạn. Nên là nó sẽ là phải mọc những cái mầm mới thì nó sẽ yếu hơn. Và đây là đùi gà tròn đây. Đùi gà tròn hàng kg này em còn độ mấy cân thôi. Chắc độ ở chục cân. Hôm nay em có hàng dề khá là nhiều. Đấy, đùi gà tròn bây giờ đang nở hoa rất là nhiều. Hàng cây này ngắn ngắn vừa vừa nhé các bạn nhé. Ngắn ngắn vừa vừa thôi này. Đó. Là có giá là 250.000 1 kg nhé. Đùi gà tròn ạ. 250.000 1 kg. Và còn đây hàng dề đây. Có rất là nhiều dề nhé các bạn nhé. Có khá là nhiều dề. Những dề này em cũng tính giá với các bạn là 250.000 1 kg thôi. Đấy. Như dề này cũng phải tầm 2 cân. Đây này. 2-3 cân. Như dề này chắc cũng tầm 3 cân. Dề này phải tầm 2 cân rưỡi. Dề này cũng khá là đẹp. Đó. Còn đấy, 250 1 kg thôi. Thân vàng óng cực kỳ đẹp luôn. Và đây thì cái hàng thân dài này. Có mấy dề hàng thân dài này. Các bác thích hàng thân dài này em để giá cực kỳ rẻ thôi. 200.000 1 kg. Loại hàng thân dài này. Đó, 200.000 1 kg thôi. Còn cái loại hàng giống đây là 180.000 1 kg thôi này. Đấy. Loại hàng giống thì nó nhìn nó sơ sát một chút, tại vì chủ yếu là hàng rời, hàng lẻ nhé các bạn nhé. Đấy, chủ yếu là hàng rời, hàng nhỏ như này, nhưng mà nó vẫn đầy đủ mắt ngủ, mắt gốc để nó nảy mầm nhé các bạn nhé. Đây, bây giờ đang nứt mắt gốc này. Đấy, lên những mầm cây con mới nhé. Và cũng có cả thân tơ này. Đấy. Đây, thân tơ của nó đây nhé. Đấy. Đây là đùi gà tròn nhá. Còn ở trên này em còn là hàng đùi gà dẹt nữa đây. Đùi gà dẹt. Đấy, các bác nào thích cái loại thân dài này về trồng thòng thì lấy cái loại thân dài này, còn độ khoảng 3 kg thôi này. Đó. Đùi gà dẹt nhá. Đùi gà dẹt thì loại có giá là 200.000 1 kg này. Còn ở bên này thì hàng ngắn ngắn này cũng là 200.000 1 kg. Đó, hàng đẹp nhá các bạn. Các bạn thích lấy hàng ngắn thì dặn chúng em bảo là đóng cho hàng ngắn, còn thích hàng dài đóng cho hàng dài. Đó, chúng em sẽ nhận đơn, đến lúc nào hết hàng thì em sẽ từ chối nhận hàng những loại đấy nhé. Thì còn hàng thì em sẽ nhận hàng và gửi hàng cho các bạn trong ngày luôn ạ. Còn ở đây thì em còn ít hàng dề nữa này. Hàng dề này thì cũng giá là 200.000 1 kg thôi. Các bạn thích lấy hàng như nào thôi. Tại vì đùi gà thì em thích trồng hàng rời rời để bắt mặt bông xổ số cơ. Như hôm qua thì có một bác không nhận hàng, từ chối nhận hàng mà hoàn về tới em, bông nở ra là thành đột biến. Em cũng chả biết nói sao nữa. Thực sự là cái đấy là cái duyên của em thôi, chứ em cũng không muốn khoe nhé các bạn nhé.
Còn các bạn thích xem mặt bông như nào, sáng mai em quay cho các bạn xem luôn. Đấy. Để sáng, clip tối nay hoặc clip sáng mai. Đấy. Đó, em báo giá như vậy. Còn ở đây là đùi gà dẹt hàng giống đây. Đùi gà dẹt hàng giống thì nó chủ yếu là thân ngắn và thân rời nhiều nhá các bạn nhá. Chủ yếu thân ngắn mà và xấu xấu lẻ lẻ thì có giá là 160.000 1 kg thôi này. Cái đùi gà dẹt hàng giống nhá. Đấy, rất là nhiều loại hàng luôn. Nói chung là em cũng không nhớ nổi nữa, nên là các bạn là lúc đặt hàng thì cứ phải nói kỹ là các bạn đặt loại hàng nào nhé. Đó. Và còn đây em còn có lan kiều vàng, loại hàng hàng xấu xấu này nữa này. Loại hàng này không được hàng đẹp nhé các bạn nhé. Lan kiều vàng. Kiều vàng thì em đang đặt về độ khoảng 5-70 cân nữa, nhưng mà chưa có. Chắc phải ngày mai, chiều mai. Thì chắc phải đến sáng ngày kia thì mới có hàng để gửi cho mọi người. Thì kiều vàng. Loại hàng xấu xấu này thì có giá là 150.000 1 kg nhé các bạn nhé. Kiều vàng nhé. Còn đây là lan ngọc thạch 3 màu. Ngọc thạch 3 màu thì còn đây. Ngọc thạch 3 màu rừng lao này có vẻ các bạn là ít chơi hay sao. Nhưng mà em thấy sắc hoa của ngọc thạch 3 màu rừng lao này là đẹp hơn ngọc thạch Bắc. Chẳng qua là thân của nó trông mảnh hơn ngọc thạch Bắc. Đấy. Ngọc thạch Bắc thì nó sẽ lẫn lộn cả hai màu và cả ba màu nhé các bạn. Ngọc thạch rừng Lào thì có giá là 180.000 1 kg này. Còn đây là ngọc thạch Bắc này. Đấy. Ngọc thạch này thì nó sẽ lẫn lộn cả ba màu và cả hai màu nhé các bạn nhé. Đấy, bắt đầu nứt nụ này, ngọc thạch ba màu rừng Bắc đây. Còn cái ngọc thạch ba màu rừng Lào này thì bây giờ đã tàn hết hoa rồi nhé các bạn nhé. Hết mùa hoa rồi nhé. Còn lác đác một vài cây là sót lại nụ như này đây. Nhưng mà nụ này thì lúc vận chuyển thì nó cũng hỏng thôi. Đó. Đấy. Có những nụ vận chuyển về mà nó không lớn được cơ. Đấy. Đây. Mặt bông nó đã tàn đây. Đó. Cái ngọc thạch Bắc này thì có giá là 200.000 1 kg nhé các bạn. 200.000 1 kg ạ. Bây giờ bắt đầu sưng nụ nhá. Đây là những cái thân tơ mà chưa nứt nụ đây. Đấy. Cái này thì em không phân biệt được là thân nào là hai màu và thân nào là ba màu luôn nhé các bạn nhé. Còn ở đây có khoảng 1 cân cái loại hàng ngắn ngắn giống này của ngọc thạch này là em bán với giá là 170.000 1 kg nhé các bạn. Cái loại hàng ngắn giống này của ngọc thạch Bắc nhé các bạn là 170.000 1 kg. Còn đây là lan ui dề này to thế, lan kim thoa. Ui giời, bác nào thích dề to này thì em cân lên tính tiền cho các bác nhé. Đấy. Lan kim thoa có giá là 120.000 1 kg rồi ạ. Đấy, chủ yếu là hàng dề thôi các bạn. Chủ yếu là hàng dề như này thôi. Đấy, 120.000 1 kg ạ. Đấy, dề này rất là to này. Đấy, bác nào thích dề này thì em cân lên tính tiền cho các bạn. Và sẽ còn tỉa bớt rễ đi nữa. Tại vì rễ nó khá là nhiều. Đấy, dề này chắc cũng độ khoảng hơn 2 cân tí thôi. Đấy. Vì rễ của nó cũng rất là nhẹ. Em sẽ tỉa ghi gọn gàng cho các bác lúc gửi hàng. Để tránh cái thùng hàng nó to thì để mình lại mất cái phí cồng kềnh. Đấy. Còn đây là hàng này cũng hàng dề dề thôi, nhưng mà dề vừa vừa thì cũng có giá là 120.000 1 kg thôi. Đấy. Còn bên trên này đây thì em còn có lan thập hoa nữa này. Thập hoa còn độ chục cân. Lan thập hoa 150.000 1 kg ạ. Còn ở trên này đây thì em có hoàng thảo xoắn nhé các bạn nhé. Hoàng thảo xoắn đấy ạ. Hoàng thảo xoắn là cái loại hàng mà nó xấu xấu thì hôm qua các bạn đã đặt hàng thì hết rồi. Còn cái loại hàng đẹp, hàng xấu xấu còn tí thôi. Đấy. Loại hàng đẹp đây thì có giá là 250.000 1 kg nhé các bạn nhé. Còn cái loại hàng xấu xấu như thế này thì 220.000 1 kg ạ. Đó. Thì đây, lát nữa em sẽ lọc hàng ra. Khá. Hoàng thảo xoắn thì cũng đang là mùa hoa, nhưng mà bây giờ những cái nụ này rụng khá là nhiều. Và rất là nhiều dề là nó đã tàn hoa rồi nhé các bạn nhé. Vì bây giờ nó đang là giữa mùa hoa cơ. Đấy. Lúc vận chuyển về thì đây, hàng xấu xấu này. Đó.
đấy đấy đấy, hàng xấu xấu đây, chắc còn độ khoảng 2 cân đấy, nhặt ra cũng chắc cũng độ khoảng 2 cân đấy, hàng xấu đây đó. Còn hàng đẹp thì mướt mát rồi, hàng dề đẹp luôn cho các bạn là 250.000 1 kg, toàn hàng dề thôi, có dề rất là to luôn này. Wow, dề này rất là to. Ui dồi, dề này rất là to luôn này các bạn này. Đấy, dề này em cũng tính cân lên cho các bạn là 250.000 1 kg nhé các bạn nhá. Các bạn thích dề to này thì em cân lên cho các bạn này. Dề này chắc khoảng tầm 4 cân đấy. Dề này chắc cũng ở trên trên triệu rồi. Đó. Còn đây là long tu đá hoa trắng. Long tu đá hoa trắng đang mùa hoa đây. Long tu đá hoa trắng có giá rẻ thôi, 180.000 1 kg. Còn long tu đá hoa tím thì chắc còn độ khoảng mấy lạng thôi này. Hàng đẹp thôi này. Thì có giá là 200.000 1 kg. Nhưng mà chắc hết hàng rồi các bạn ạ. Đấy. Vừa rồi là những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ cho mọi người. Thì em đã báo giá chi tiết từng loại nha các bạn nhé. Các bạn đặt hàng vui lòng gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0984754102 nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên quốc nhé.